Mạng dữ liệu vaccine toàn cầu GVDN là một dự án được hình thành cách đây hơn 10 năm để nghiên cứu các tác dụng phụ của vaccine. Hồi đó, nó không thể đảm bảo nguồn vốn. Giờ đây, dự án đã trở thành dự án an toàn vaccine lớn nhất trên hơn 20 quốc gia nhờ vào việc tiêm chủng COVID-19 rộng rãi. Các nhà khoa học đứng sau dự án này hy vọng rằng các xu hướng có thể được phát hiện để cải thiện dự đoán về những người sẽ có phản ứng bất lợi và cách những phản ứng này có thể được điều trị nếu không được ngăn chặn. Nỗ lực công khai các phản ứng có hại của vaccine COVID-19 đã là một nguồn gây tranh cãi. Ví dụ, Thượng nghị sĩ John Johnson của Wisconsin, người nói rằng ông là người ủng hộ vaccine, đã tổ chức một hội nghị bàn tròn vào mùa hè năm ngoái, nơi những người được cho là đã có phản ứng bất lợi với vaccine đã chia sẻ câu chuyện của họ. Theo đài phát thanh công cộng Wisconsin, các chuyên gia chăm sóc sức khỏe và quan chức đã yêu cầu Johnson hủy bỏ sự kiện này vì lo ngại nó sẽ khiến mọi người không được tiêm chủng. Là một nhà tiêm chủng tại phòng khám Mayo, Gregory Balan cho biết nghiên cứu các biến chứng tiềm ẩn của vaccine là một lĩnh vực rất bị bỏ qua. Bản thân Balan đã phát triển chứng ù tai nghiêm trọng khoảng 90 phút sau khi tiêm liều vaccine thứ hai, điều mà anh ta nghi ngờ có liên quan trực tiếp đến vaccine. Bruce Carleton, nhà dược lý học lâm sàng tại Đại học British Columbia, Vancouver, người đứng đầu nỗ lực nghiên cứu gen GVDN, nói rằng mặc dù vaccine rất an toàn cho hầu hết mọi người, nhưng có lẽ vẫn có những bệnh nhân có thể bị tổn hại. Các nghiên cứu vaccine lớn nhất từ trước đến nay bao gồm khoảng 1 triệu người. Một con số được coi là quá nhỏ khi nghiên cứu các tác dụng phụ của vaccine. GVDN hiện có dữ liệu từ hơn 250 triệu người để kiểm tra các tác dụng phụ hiếm gặp từ vaccine COVID-19. Ý tưởng về nỗ lực toàn cầu nghiên cứu các phản ứng có hại của vaccine lần đầu tiên thành hiện thực vào năm 2009 khi một số quốc gia nhận thấy mối tương quan giữa việc gia tăng nguy cơ mắc chứng ngủ rũ và vaccine cúm H1N1 Pandemrix sau một chiến dịch tiêm chủng hàng loạt. Các nhà khoa học nghi ngờ chứng ngủ rũ có thể được kích hoạt bởi phản ứng miễn dịch với việc tiêm phòng trong một số trường hợp. Stephen Black, một chuyên gia về bệnh truyền nhiễm trẻ em trước đây tại Bệnh viện Nhi Cincinnati, người hiện đứng đầu GVDN, cho biết hồi đó không có tài trợ cho nghiên cứu an toàn vaccine toàn cầu. Vào năm 2019, vận may của họ đã thay đổi khi quỹ Bill và Melinda Gates đề nghị tài trợ cho một cuộc họp dành cho các chuyên gia về an toàn vaccine. Trường Đại học Pertusa Harris và Auckland Universities Ltd. sau đó cũng đóng góp vào những nỗ lực của họ. Vào tháng 4 năm 2021, CDC đã trao cho GVDN 5,5 triệu đô la, được coi là ngân sách hạn chế trong ngành, để nghiên cứu tính an toàn của vaccine COVID-19 nói riêng. Các nghiên cứu hiện tại mà GVDN đang tiến hành bao gồm viêm tim do vaccine mRNA COVID, giảm tiểu cầu do vaccine gây ra từ vaccine vector siêu vi và hội chứng Guillain-Barré sau khi tiêm vaccine COVID-19. Để rõ ràng, GVDN không phải là một nỗ lực anti-vaccine. Robert Chen, cựu giám đốc chương trình an toàn vaccine của CDC, lưu ý rằng các chương trình như GVDN bị hiểu sai thành nhóm anti-vaccine. Mục tiêu của họ không phải là ngăn cản mọi người tiêm chủng. Mục tiêu của họ là làm cho những tác dụng phụ hiếm gặp mà một số người không may mắc phải khi tiêm chủng trở nên hiếm hơn. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn, chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!